Rồi, cảm ơn chị nha. Ủa em? Hả? Sao em thối chị có 50 ngàn vậy? Thì thối 50 đúng rồi, đội nhiêu nữa? Ủa là sao? Chị nhớ là lúc nãy á, là em báo tiền chị cái cuốc là chở chị từ đằng kia lại tới đây là 30 ngàn đúng không? Ừ. Thì chị đưa em 100 ngàn, em phải thối là chị 70 chứ. Ừ. Thì nè, 50 nè. Thối 50 đúng rồi. Trời ơi, đội gì nữa. Ủa chị, tôi chạy gồng gã ngoài đường vậy, chở nắng no vậy, bo 20 ngàn không được hay gì mà đòi thêm 20 nữa. Cái cậu này, ở đâu ra cái chuyện bo vậy? Cái chuyện bo cho khách á, là cái chuyện của tôi. Tôi có muốn cho hay không đó là chuyện của tôi. Ở đâu ra mà cậu là xe ôm mà cậu chạy, cậu trừ ngang cắn dọc tiền của khách như vậy? Mắc cười quá. Chị ruột, chị có bạn trai chưa? Chị vậy? Sao chị tính toán cái kiểu này, sao có bạn trai được? Chị tính toán nè, chị không hiểu cảm xúc của những người xung quanh nè. Chị ích kỷ nè, chị ki bo kiểu đó mà ai mà dám quen chị. Hay quá ha. Cậu nói hay quá ha. Mà sao? Lên mặt dạy đời tôi hả? Cậu là xe ôm chứ không phải là ông nội tôi đâu mà ở đó dạy tôi cách sống làm sao? Chị là cái người dạy đời tôi á. Nè, tôi nói cho cậu nghe nha. Cậu không thối tiền lại cho tôi á, tôi sẽ gọi báo lên tổng đài đuổi về cậu đó. Cái gì? Báo lên tổng đài hả? Sợ tôi gãy luôn á. Điện đi năn nỉ á. Alo giùm cái đi à. Được rồi, cậu đợi đó. Ơ, cậu làm gì vậy? Ơ, xin lỗi nha, lỡ tay á. Ơ, cái cậu này. Con về đó hả? Dạ. Ủa sao mà ngoài đây gió máy đồ lạnh lẽo, ra đây ngồi chi? Mẹ đang bệnh mà. Trời ơi, nằm trong nhà hoài tồi túng quá. Mẹ ra đây cho thoáng chút vậy mà. Con chạy xe được không? Dạ cũng được mẹ. Với lại gần Tết tới rồi á, cái con gán cài dài cốt nữa, kiếm được nhiều tiền hơn miếng nữa. Gán đi con. Dạ. Tự nhiên cái app bị khóa rồi trời. Tại cái bà đó chứ mày. Ủa mày, có chuyện gì vậy con? Bộ có chuyện gì hả? Dạ không có gì đâu mẹ. Mẹ uống thuốc đi. Đây con lọt thuốc cho mẹ uống nha. Đâu có, mẹ mới uống rồi. Vậy thôi bây giờ con đưa mẹ vô nghỉ nha. Với lại trời đây gió máy nó không tốt. Rồi cuối tuần đi rồi con chở mẹ đi khám nha. Đi. Có chuyện gì không con? Dạ không. Đi mẹ vô nghỉ nha. Dạ đi. Cái ngày gì vậy ta? Không một bóng khách nữa. Như tháng cuồng hồn vậy. Hay. Đi đâu không? Đi đâu anh chở? Thôi. Đi xe con mẹ cho sướng hơn. Đi xe cái này bị chặt chém ghê lắm. Chặt chém là tao chặt cuốn họng của mày vậy. Ôi, xin chào bà chị ruột. Cậu làm gì vậy? Tiền đâu? Tiền gì nữa? Tiền đền bù công việc của tôi. Bà có biết là gì bà? Mà tôi bị công ty đuổi, bây giờ tôi phải ngồi chắc bà đây không? Ủa, cái chuyện nói chuyện của cậu đâu có liên quan tới tôi. Mà nè, tôi nói cho mà biết, tôi chưa tính toán với cậu á, thì cậu đừng có ở đây mà tính toán với tôi. Tính toán gì? Cậu chạy xe ôm mà lấy tiền kiểu đó như ăn cướp vậy đó. Ăn cướp làm sao? Tôi cướp gì của bà nè bà đó? Nè, chưa hết. Vậy? Cậu có biết á, cái điện thoại của tôi mua bao nhiêu không mà cậu dám đập nó? Tôi nói cho cậu biết, lần trước á là chỉ bị mất việc thôi. Lần nào cậu dám đụng tới tôi đi, tôi báo công an cộng đầu cậu đó. Trời ơi, sợ quá. Mà bà điện đi alo á. Alo con mắt, bắt đi. Cậu đừng có hách tôi nha. Hách mà luôn á. Tôi nói là tôi không muốn kiếm chuyện với cậu. Né ra đi. Không có né cái gì trơn á. Mày đền tiền cho tôi đi. Đền cái gì mà đền? Tôi không có liên quan tới cậu. Sáng sớm gặp cái gì được không? Chị nghe nè. Chị My ơi á, chị về bệnh viện gấp đi, có cần cấp cứu á. Rồi, chị về liền. Ôi, giờ vòng vòng đây đâu có xe nào đâu ta. Giờ làm sao đi qua bển liền được. Đi, cậu chở tôi đi liền đi.
Đi liền đi cậu. Thôi, đi 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 cái gì? Muốn đi thì kiếm xe khác đi, đừng có liên quan tới cuộc đời của tôi. Đi mà, tôi năn nỉ cậu đó, cậu chở tôi đi, tôi đang rất là gấp. Gấp hả? Gấp thì mặc kệ chị, tôi không có liên quan. Đi đi chỗ khác đi. Tôi là bác sĩ đó. Bây giờ tôi đang có ca cấp cứu rất là gấp, nếu mà tôi không tới kịp là người ta sẽ không qua khỏi đâu. Bác sĩ thiệt á hả? Ồ ha, bây giờ bác sĩ mà mình đến trễ thì bệnh nhân lỡ mà ngủm thì quy trách nhiệm cho chị, thì kệ chị, không liên quan tới tôi. Đi đi chỗ khác. Cậu nói chuyện gì kỳ cục vậy? Cậu có tính người không? Thôi bây giờ tôi năn nỉ cậu đó, cậu chở tôi đi lẹ đi. Không 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 không, không có chở gì hết, đi chỗ khác đi. Đi mà, tôi năn nỉ cậu đó, cậu chở tôi đi đi mà. Tôi nói là không, đi. Thôi được rồi, cậu muốn tôi đền tiền cho cậu đúng không? Được, tôi sẽ đền tiền cho cậu. Thậm chí á, một chút xíu nữa cậu chở tôi đi đi, rồi cậu đứng cậu đợi tôi đi. Tôi làm xong việc của tôi rồi tôi ra, tôi bồi dưỡng thêm cho cậu nữa. Được chưa? Bồi dưỡng là bồi dưỡng bao nhiêu? 100.000 được không? 100 hả? No. 5 xị thì đến bệnh viện tốc độ. Thôi được rồi, cậu muốn bao nhiêu cũng được hết á. Bây giờ chở tôi đi liền đi, làm ơn. Chốt đơn. Nhanh đi, mệt quá. Chốt đơn, lên xe. Lẹ lẹ giùm cái đi. Ok ok. Trời ơi, nhanh đi. Biết rồi, lên xe nào. Xin mời quý khách. Nhanh nhanh đi. Rồi, phi thôi. Ôi, lẹ lên. Sao lâu vậy ta? Ủa, xin chào bác sĩ. Đợi lâu không? Cũng không lâu lắm. Sao rồi, bệnh nhân cứu được không? Tạm thời thì cũng ổn rồi. Tôi cảm ơn cậu nhiều nha. Nhờ cậu chở tôi vô đây kịp thời á, cho nên là mọi chuyện đã ổn. Nghĩa gì, tôi có tiền là tốc độ lắm. Nè, tiền của cậu. Sao đưa nhiều vậy? Thì 500 là tiền tôi đền cho cậu. Còn cái tiền dư á là tôi bồi dưỡng cho cậu. Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi cứu được một mạng người. Vậy thôi, cảm ơn chị nha. Thôi tôi vô làm nha. Bye bye chị. Ai vậy ta? Ai mà may mắn được bà bác sĩ này cứu kịp thời vậy ta? Ủa? Mẹ ơi, mẹ sao vậy mẹ? Bác gái là mẹ của cậu hả? Mẹ của tôi á, mà mẹ tôi sao vậy bác sĩ? Bác đi lượm ve chai rồi ngất xỉu giữa đường á, có người phát hiện đưa bác vô đây kịp thời đó. Mẹ ơi, mẹ ơi mẹ, con Hải này mẹ, mẹ nhận ra con không mẹ? Hải đó hả con? Mẹ bệnh như vậy sao mà cứ ra đường hoài, lỡ có gì sao mẹ? Mẹ muốn phụ con kiếm tiền, Tết nhất tới rồi mà nhà mình chưa có cái gì hết á, một mình ên con sao lo nổi. Mẹ, bây giờ con lớn rồi, mọi thứ cứ để con lo, lỡ mẹ mày có gì á, con sao sống nổi á mẹ? Mẹ không có sao đâu, đừng khóc. Bác mới tỉnh lại á, bác đừng có nói chuyện nhiều nha, nghỉ ngơi đi. Cảm ơn cô. Thôi, cậu để cho bác nghỉ ngơi đi, cậu ra ngoài, tôi có chuyện riêng cần trao đổi với cậu. Mẹ ơi, bây giờ mẹ nằm đây nghỉ ngơi nha mẹ. Dạ bác sĩ ơi, mẹ em sao rồi bác sĩ? Cậu cứ ngồi xuống đây trước đi. Ngồi đi. Dạ. Tình trạng lao phổi của mẹ cậu á đang chuyển biến rất nặng. Cậu nhớ là cho bác uống thuốc và tái khám định kỳ nha. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị nhiều lắm. Thôi, không có gì đâu. Đừng có quá lo lắng. Chăm sóc cho bác kỹ là được rồi. Thôi, chị đi trước nha. Chị.
cái tiền này á em gửi lại chị nha. Chị thông cảm cho em, chị đừng có buồn em vì mấy cái chuyện mà từ trước nay em làm với chị. Sao vậy? Không phải là em thích lấy tiền bo lắm hả? Dạ thật sự em cần tiền thiệt, nhưng mà chị là cái người cứu mẹ em, cho nên em không dám lấy tiền của chị. Ý của em là nếu như ngày hôm nay người chị cứu không phải mẹ em thì em vẫn lấy tiền của chị hả? Dạ không phải đâu, cái ý em không phải vậy đâu. Em biết em nghèo, bởi vậy em muốn kiếm nhiều tiền để em chữa trị cho mẹ em, cho nên em mới làm những cái chuyện sai trái vậy. Chị thông cảm cho em đi. Thôi, cái tiền này á là chị cho em, cứ giữ đó mà lo cho mẹ nha. Mà nè, đâu phải á là mình nghèo mình tự có cái quyền á là cho mình á làm cái chuyện sai trái như vậy đâu. Chị thấy em còn trẻ á cho nên chị không có chấp nhất em mấy cái chuyện này, nhưng mà lần sau á em đừng có làm như vậy nữa, nghe chưa? Tiền á em nói là khó kiếm thì người khác người ta cũng khó kiếm giống như em. Dạ, em biết rồi. Em hứa em sẽ thay đổi. Mình nghèo á thì mình gán cố gắng, mình sống sao để cho người ta thương, người ta kính trọng mình. Chị thấy em á là cũng hiếu thảo với mẹ, nhưng mà em thử nghĩ đi, cái chuyện mà em làm á, nếu như mà mẹ em biết được, em đi ra ngoài đường em chửi bới người ta để em có tiền em đem về em lo cho mẹ, rồi làm sao á mẹ em vui được, rồi làm sao mẹ em ngẩng cao đầu với người ta. Cái chuyện mà em biết mình sai mà em vẫn làm, thử hỏi đi, rồi mẹ em á có được vui vẻ, nụ cười của mẹ em có được hạnh phúc hay không? Em xin lỗi chị, bây giờ em sẽ thay đổi, em sẽ kiếm công việc nào đàng hoàng tử tế em sẽ làm, em sẽ không làm những chuyện sai trái đó nữa. Với lại chị, mai mốt mà chị muốn đi đâu á chị cứ alo em đi, ở đâu cũng được, xa bao nhiêu cũng được, em chở chị đi tới nơi tới chốn luôn, miễn phí luôn. Gì? Chở miễn phí luôn hả? Dạ. Thôi đi, miễn phí cái gì, khi nào á mà chị cần á chị sẽ alo cho em chở chị, nhưng mà chị vẫn trả tiền. Tiền là để em kiếm em lo cho mẹ, hiểu chưa? Dạ. Vậy thôi nha, chị vô chị làm nha. Yên tâm, không sao hết á, cố gắng lên. Mày đi vô đây cho tao biểu. Đi vô đây tao biểu. Mẹ thẻ tao ra coi. Nè. Có chuyện gì vậy bà? Hai mẹ con bà có chuyện gì vậy? Ông coi con gái cưng của ông đó, ở ngoài đường ngoài xá mà nó dám ôm trai, hung hết này nọ. Trời đất ơi, lối xóm người ta dòm vô, tôi nhục tôi chịu không nổi à. Ủa làm gì nhục? Bạn trai con thì con hung thôi, chứ có phải hung bạn trai người ta đâu. Rồi cái danh dự của mẹ mày, của cả cái nhà này để ở đâu hả? Tại sao mày làm như vậy hả? Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, mẹ cấm mẹ không cho con yêu đương với cái thằng đó, mẹ kêu con chia tay với nó, tại sao con không chia tay nó hả? Kìa bà, con mình nó lớn rồi, nó quen ai nó yêu ai á là chuyện của nó, mình đừng có xen vô được không? Đó, hồi nãy giờ tôi thấy ba nói được câu đúng đó. Còn mẹ hả? Tao làm sao? Mày nói nó yêu thương mày đúng không? Nè ông nhìn đi, ông coi đi cái này là cái gì? Ủa, cái này là thuốc tránh thai mà. Ở trong vỏ của nó đó, mày suy nghĩ cho kỹ đi. Có cái thằng nào yêu thương mày mà nó bắt mày uống thuốc tránh thai mỗi ngày hay không? Mày có biết là lối xóm này người ta nói với tao sao không? Nó là một cái thằng lăng nhăng, nó quen một lúc 3-4 cô. Bữa nay dắt con nhỏ này vô khách sạn, ngày mai dắt con nhỏ kia khác vô khách sạn. Tại sao mày tin tưởng nó quá vậy? Ủa sao mẹ nghe lời hàng xóm quá vậy? Mà con nói nè, mẹ nói con sao cũng được hết á, chứ mẹ đừng có đụng người yêu con. Con có nhịn mẹ đâu nha. Không, con không có được hổn. Có hổn gì? Bây giờ con hỏi ba nè, bây giờ trai gái yêu nhau thuốc tránh thai là chuyện bình thường thôi, chứ có cái gì đâu mà mẹ phải nói. Tự nhiên qua nhiều chuyện vã làm gì, mới ăn không rồi rồi chứ cũng tốt đẹp gì đâu. Con nói cho mẹ biết nè, mẹ có quyền đẻ ra tôi chứ mẹ không có quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi. Mất dạy à bà. Trời đất ơi, có chuyện gì thì từ từ nói, sao lại đánh con như vậy? Tôi là mẹ của nó mà, tôi có cái quyền. Tao cấm tao không cho mày yêu đương với cái thằng đó, là mày không được yêu đương thằng đó, mày ghét chưa? Còn nếu mà mày thương nó quá đúng không, mày đi ra khỏi nhà tao đi, mày sống với nó đi, đi theo nó luôn đi. Tôi không cần mẹ nữa. Bây giờ hả, tôi xếp đồ tôi đi liền cho mẹ coi nè. Mày Lê Ngọc, bình tĩnh lại con. Còn bà nữa, chuyện gì từ từ nói. Từ từ như thế nào nữa hả? Trời ơi, con với cái nè trời. Thôi nè, đi
Đi vô đây với anh. Sao vậy? Chuyện gì làm em bực dọc nè? Em bị ông ba đuổi. Em có ở chung với anh, đúng không? Thì chẳng phải ngay từ đầu anh đã rủ em qua đây rồi sao? Mau mau rời khỏi cái nhà đó đi. Ba mẹ em đâu có ưa gì anh đâu. Ông bà còn muốn chia cắt tụi mình nữa. Anh nhìn là biết liền mà. Chả biết làm cha làm mẹ kiểu gì nữa. Thì người ta người lớn mà, tự cho mình trải đời, hiểu không? Rồi muốn lên lớp dạy đời mấy đứa trẻ. Nhưng mà đâu có biết đâu. Bản thân chỉ là con khỉ già sống lâu năm. Vừa bảo thủ vừa cổ lỗ sĩ nữa. Bây giờ nói nghe nè, em cứ về ở với anh, cứ tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của hai đứa mình. Không có cần làm bất cứ một cái việc gì đó, cả thế giới để anh lo, hiểu không? Thiệt không? Anh có gạt em bao giờ? Yêu anh quá. Hai người đang làm cái trò gì vậy? Anh điên hả? Anh làm cái trò gì vậy? Anh dám lừa dối tôi hả? Còn cô nữa. Mày bị điên hả? Còn cô nữa, tại sao cô... Mày bị điên hả? Đi về đi, tối qua tìm em nhé. Còn có đứng lại đâu hả? Đừng để tao đánh mày nha. Anh đang làm cái quái gì vậy? Em là bạn gái của anh mà. Idol, tôi chán cô rồi, tôi muốn tìm người mới. Ok, có gì đâu mà ngạc nhiên. Anh ơi, hay là anh bị con nhỏ nó bó bùa đúng không? Không sao hết. Em tha thứ cho anh về với em nha. Em ơi, anh nhức đầu quá, bớt phiền lại nha. Nhưng mà em có thai rồi. Nè, đi thử thai nè. Em mới vừa thử xong á. Rồi sao? Thì bỏ đi. Tôi đâu có cần. Anh bị điên hả? Con của tụi mình mà. Anh nói là anh sẽ cưới em. Ủa em ơi, em bao nhiêu tuổi mà em ngu dữ vậy em? Có thằng đàn ông nào dụ gái lên giường mà không nói mấy cái câu đó. Em lên giường với anh được thì em cũng lên giường với thằng khác được. Chắc gì nó là của anh, đúng không? Thôi bây giờ anh nói vậy cho gọn nè. Gom đồ, cút ra khỏi nhà anh. Ok, để người yêu mới anh dọn vô nha. Không anh ơi, em xin anh mà, anh đừng có làm như vậy với em mà anh ơi. Phiền quá. Cầm, giải quyết, đừng làm phiền tới tao. Vô nhà đi bà. Tôi muốn đứng ở đây một chút nữa. Tôi đợi con tôi về. Tôi nhớ nó quá ông ơi. Bà đã đứng ở đây 3 tiếng đồng hồ rồi đó. Bà đang bệnh nữa. Nghe lời tôi, vô nhà đi. Nghe. Đi.
con về rồi. Trời, sao con lại ra nông nổi này vậy? Ngọc ơi, con về rồi Ngọc ơi. Mẹ nhớ con dữ lắm Ngọc ơi. Con xin lỗi ba mẹ. Đứng lên đi, đứng lên đi con. Chuyện gì rồi từ từ cũng giải quyết được hết hả? Nín mất, nín mất. Đừng có khóc, con tiều tụy dữ vậy nè. Rồi bụng mang dạ chữa mà còn đi bán vé số vậy nữa con. Có chuyện gì vậy con? Sao con cực khổ dữ vậy nè con? Con bị hắn ta lừa mẹ. Lúc mà hắn ta biết con có bầu, anh kêu con phá, nhưng mà con không chịu nên... Tội nghiệp con tôi quá. Con đừng có lo gì hết á. Còn ba còn mẹ, ba mẹ sẽ lo cho con. Con đừng sợ nha con. Ba mẹ không trách con hả? Trách gì mà trách. Bây giờ con về tới nhà ba mẹ mừng lắm rồi. Thôi con mau vô trong tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm nghe. Con về ở nhà với ba mẹ nha con. Con đừng có đi nữa nha con. Mẹ nhớ con, mẹ chịu không có nổi đâu Ngọc ơi. Nhưng mà không sao đâu, ba mẹ sẽ lo cho con và lo cho đứa cháu của ba mẹ nữa. Con biết không, ngày nào mẹ cũng nấu đồ ăn mà con thích hết á. Mẹ chờ con về để cho con ăn. Bữa nay cũng vậy. Con vào nhà ăn cơm nha con. Ăn cơm với mẹ nha con. Không có khóc nữa. Không có khóc nữa con. Đến đi con. Giờ về có ba với mẹ ở đây rồi. Đừng có lo lắng gì nữa. Thôi đi vô nhà. Đi đi con. Đi.